Bức tranh mùa xuân đã dần hoàn chỉnh và tươi thắm hơn bao giờ hết. Góc phố rộn ràng, hoa đào, hoa mai thi nhau khoe sắc. Cửa phướng, cửa đỏ sao vàng rực bóng những con đường, những tà áo dài thướt tha. Mình thấy khá là thích cái thời tiết bây giờ. Thời tiết nó se se lạnh nè, mọi thứ giống như nó có cái sức sống hơn. Mọi người đều gấp rút để chuẩn bị để đón Tết. Những ngày gần đây thì mình thấy không khí Tết càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sôi động. Mọi người đều súng xính mua sắm để đi chụp hình Tết nè, rồi chuẩn bị bánh mứt để mà Tết đến. Hôm nay mình cùng đồng nghiệp ra đây, mình thấy không khí nó vui hơn, nó như mùa xuân nó sát gần với mình rồi, mình cảm nhận như vậy, thấy vui. Nhà văn hóa thanh niên, phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường sách Nguyễn Văn Bình với những bối cảnh Tết được bố trí lung linh rực rỡ với chủ đề mới, thu hút hàng ngàn lượt người dân đến tham quan, chụp ảnh, tạo nên không khí tươi vui cả ngày. Không khí của những ngày cuối năm mình thấy mình từ nhà chạy tới chỗ làm thì mọi thứ đều trang trí rất là đẹp. Những cành hoa mai, hoa đào được bày trí rất là rực rỡ. Những ngày cuối năm như thế này mình mới thấy được thành phố có nhiều sự thay đổi, rộn ràng và tất bật hơn. Thành phố trang trí hôm nay cô thấy đẹp á, hoa cỏ hoa tươi nè, cảnh tươi rồi mọi người thấy đều tươi hết, thì không khí Tết năm nay rất là vui. Sau 2 năm dịch năm nay là gia đình tôi mới đi, thấy là rất là vui, rất là đẹp. Đây là lần đầu tiên mình ở thành phố Hồ Chí Minh đến thời điểm hiện tại, và từ đó mình nhận thấy được rất nhiều sự thay đổi của thành phố trong thời điểm này. Mọi thứ như vỡ òa đối với mình, tất cả mọi nơi đều trang trí Tết rất là rực rỡ, rất là đẹp. Đặc biệt là mình thấy mọi người ai ai cũng thích mặc áo dài để đi chụp hình Tết. Mà những hình ảnh này thì những ngày bình thường khó mà có thể thấy được. Qua đó thì làm cho mình cảm thấy rất là rộn ràng, rất là nôn nao để đón chờ mùa xuân tới. Điểm du xuân mới của thành phố năm nay chính là bến Bạch Đằng, nơi được trang trí bối cảnh Tết từ rất sớm với những đóa hoa hồng khổng lồ. Cùng với đó là những địa điểm quen thuộc mỗi dịp Tết đến như phố Tết Hải Thượng Lãng Ông, phố Ông Đồ cùng hòa nhịp chuyển mình khoe sắc. Sắc xuân ngập tràn trên mọi nẻo đường như báo hiệu một năm mới với nhiều điều thuận lợi, hanh thông cho người dân thành phố Hồ Chí Minh.